À, nói chung là team đợt này thấy giao tiếp mượt á, ví dụ như là Kian nó côn Baron, và mặc dù cái pha mà game 2 cuối game 2 thì nó cũng hơi lập bập một chút xíu ở trong cái chỗ nhịp đánh nhịp không, nhưng mà căn bản thì mình thấy là giao tiếp với nhau mượt, kiểu như Nhưng là mà cả team không có mất thời gian nhiều để mà hiểu ý của cái thằng côn á, và thấy nếu mà kiểu như là nó không thực sự là tốt á, ví dụ cái pha vừa rồi của Hero đi chẳng hạn, ví dụ cái pha của thằng côn nó không thực sự tốt á, họ sửa liền luôn. Và họ nhận ra cái điều đó cũng tương đối là nhanh. Thật ra tôi không thể nào ngờ được trận này bên phía Team Secret thắng 3-0 á. Đợt trước có coi Pentakill. Ủa này là clip YouTube đúng không? Ai mới kêu 5 năm vậy? Đấy, chắc nó lộn 44. Từ từ biên nó nhậu, tôi để tôi kéo cái mic đi. Còn bi nó nói gì hả? Em hỏi thằng tóc nó hả? Từ sao nhìn nó mờ mờ quá ta. Tính ra Kian được á anh em. Kian kiểu dạng chơi game đi rừng có tư duy á. Làm gì nói? Làm gì nói, chuẩn bị làm gì cũng nói. Kiểu như là cá nhân tôi thấy Kian đánh giá cao Kian ghê luôn á, kiểu dạng chơi game có tư duy á, với lại biết team kiểu như nói trước, xong rồi cả kể cả cái giao tiếp vừa rồi nữa, ví dụ như nãy rất là chịu khó giao tiếp với lại cả thằng Bi với lại cả Taki. Hồi nãy mình không được nghe coi Bi nói gì á, nhưng mà mình thấy là có giao tiếp, kiểu như là muốn tìm thông tin của top nó như thế nào, hoặc là tìm những vị trí mà quét tầm nhìn như như thế nào của Taki ha. Nói chuyện giao tiếp có chủ đích á, ok phết. Được rồi, ba con em ơi. Chuẩn bị đi, chuẩn bị đi, chuẩn bị đi, chuẩn bị đi. Chuẩn bị này, chuẩn bị này. Bây giờ kiểm soát nha.
Tao nghĩ Paragon thì 4 với 5 đó chơi được, Paragon chơi được, chơi được, chơi được. Ok ok. Câu có được nha, đi câu nha. Câu đây, câu đây, câu đây. Để mít này, để mít luôn nè, để mít luôn nè. Paragon nè, để hết mail nữa anh em. Chung gà. Sếp nó hết rồi nha. À sếp nó còn rồi nha, sếp nó còn rồi nha anh em. Cứ đánh anh cứ mặt lên nha anh em. Ok. Sếp nó hết lát, sếp nó hết lát, nó hết lát hết được. Tao nghĩ tao đứng. À nó vô đây, nó vô em chọn nó, vô đây chọn nó. Trong thôi mà. Nó muốn mở. Không, đứng riêng mở đây. Đứng trong mày, đứng trong riêng mày đây. Kệ nó, kệ nó, để cho đứng chặt nó dễ, đứng trong chặt cho nó dễ. Nó bị làm cho tụi nó phân văng đi anh em. Không có đánh được từ là nó thua đấy. Nó bả nó gần, nó gần. Cái phần này như đã nói á, pha này với lại cái pha mà rồng á là team well xử lý rất dở. Những tình huống này là anh em thấy vô Sparta nè, vô tăng trụ, vô tăng con Baron máu mất nè, góc đứng fail, chưa kể là mấy cái spell thì mình không nói, tại vì không có spell nhưng mà có lợi thế về mặt nhân sự mình không nói. Trước đó là tình huống bắt lẻ rồi, cái vị trí đứng như thế này nó không có ngon cho phía của team well, và họ không xác định là ok pha này là mình nên đánh hay mình nên mở. Và cái pha nhấp nhả này của phía team well là anh em biết rồi, họ muốn mở ra với những cái góc đứng mà hai carry của họ chuẩn bị tạt ngược trở lại này, chứ họ không có muốn ăn con baron này luôn. Nhưng mà nói chung là mọi thứ nó bị fail dần á. Nếu mà hai chủ lực mà đứng ở phía bên trong á, nhiều khi là nó ra nó không có kịp, kiểu kiểu là như vậy ha. Nó đứng đây họ muốn mở và xây vòng hồi cái đỉnh. Con Dragon của ta kỳ thế nào? Vậy đi tao không quá. Dữ vậy sao? Nghĩa nhường ấy, nghĩa tôi nhường nghĩa nha. Ok, cảm ơn em. Đây mới 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 mới. Đây nhầm xuống được nha. Hết bắt rồi, bắt nó hết rồi. Em quay 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 quay. Lên 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 lên. Hấp dữ luôn, dữ luôn, dữ luôn, dữ luôn, dữ luôn, dữ luôn. Không lát không. Không lát, không lát. Thấy đây à. Thấy đây mày. Thấy cái bò luôn. Em quay được nhanh, em quay lên, em quay luôn em. Ai mới đi trước là từ thôi. Anh đi trước này. Anh biết nào lại kìa. Nó bao nhiêu? Cái bộ ông hù nó, cái bộ ông hù nó lấy. Anh tanh cho, anh tanh cho. Từ từ, chưa có chiều, tao chưa có chiều, chưa 3 giây, 3 giây. Thôi bỏ, lùi, lùi đi. Ok, lắc chậu. Nhấp xuống đi. Rồi, anh em ơi, ngon. Lùi nha, lùi nha, lùi nha. Nhìn này anh nghĩ nó không dám thả đâu, cho anh chạy ra nè. Ok. Thả giết luôn, giả luôn. Có em nha, có em nhảy lên, giết luôn nha, em nhảy lên, giết luôn nha. Bỏ nó bắt rồi nha, bỏ nó bắt rồi. Ba nhìn, anh tay. Ai đó thành hai, hai chết nè. Hai đứa kẹt tay. Chanh thi không? Ngon. Canh thì có bò lại đó. Ta sẽ giả nha. Chị ăn được đó. Đánh luôn em ơi. Bóng ở dưới đi tụi bay. Gần anh em, gần anh em, gần anh em. Đánh nó nha anh em, đánh nó nha. Giết kìa trước, giết bay nó trước được. Chó này xoay xoay này, giết bay nè. Ờ, tái tái anh em ơi. Ê, cô vợ anh em, cô vợ anh em. Ê, đánh được nè. Lá bọng. Ok anh em lôi. Ai để lôi kìa. Để mệt kìa. Ê tại chứ giả nè. Ê chở vô đồng anh bóc em ơi. Dòng xuống rồi tụi bay, dòng xuống rồi tụi bay. Nha nè anh em. Ai đứng sau lưng gờ được nha. Ê không mày được. Đánh nằm lên gờ nè anh em, gờ nè anh em, gờ nè anh em. Rồi đấy, ai để kìa. Ai để kìa. Ai quýt chân tay, chân tay. Tụi tay mệt, tụi nhanh mệt. Anh nhảy hết mệt hả? Ba 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 ba
Bóng ở dưới. Đừng có mắc cái bóng này. Anh hơi cái bóng. Anh biết rồi, em cứ em đánh rồi nha, em đánh cái đánh nha, em canh đánh nha, canh đánh nha. Đánh nha, hai cái rưỡi ăn, hai cái rưỡi ăn luôn. Đánh nè. Ê, ăn luôn đi. Rồi anh em, được rồi anh em. Thôi, bỏ rồi. Bỏ này, đem lại đi, bỏ luôn. Ăn đi. Tao hết rồi nha. Ok. Rồi đấy. Bấm nó tí thì sai rồi. Nó nhảy xuống đam luôn quá nha. Pha này coi hơi mắc cười chút xíu. Đừng tiếp, đá đâu, em đừng, hai cái gửi này, hai cái gửi này, hai cái gửi này, hai cái gửi này, hai cái gửi này.
ok dừng nó đánh luôn, dừng đẻ đẻ dưới luôn đánh lên được hết nè. Ok 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 em đứt anh lát đứt mà không được nha, để không lát, để không lát. Ừ, tập trung đánh gần hơn, tập đánh gần hơn, gần hơn. 8 giây có rồi, 8 giây có rồi, đợi xíu rồi. Ai nhìn em coi coi cứ đợi. Ai tao sẽ kêu xong kìa. Đánh tao cứ ở đây, cứ ở đây. Ê tao nhìn đỡ đen nó, tao nhìn đỡ đen nó. Xin tay lát, xin tay lát, xin tay lát, xin tay lát cho anh em, xin tay, xin tay, xin tay, xin tay, xin tay. Tập trung game 3, tập trung game 3. Mình còn B1, mình còn B1, mình còn B1. B1 còn một game đó thôi anh em ơi. Em quay vô anh em, em quay vô anh em. Akha nói chung là team đợt này thấy giao tiếp mượt á, ví dụ như là Kian nó côn Baron, và mặc dù cái pha mà game 2 cuối game 2 thì nó cũng hơi lập bập một chút xíu ở trong cái chỗ nhịp đánh nhịp không, nhưng mà căn bản thì mình thấy là giao tiếp với nhau mượt, cũng như là cả team không có mất thời gian nhiều để mà hiểu ý của cái thằng côn á, và thấy nếu mà kiểu như là nó không thực sự là tốt á, ví dụ cái pha vừa rồi của Hero đi chẳng hạn. Ví dụ cái pha của thằng côn nó không thực sự tốt đó, họ sửa liền luôn. Và họ nhận ra cái điều đó cũng tương đối là nhanh. Nguyên team nhận ra điều đó tương đối là nhanh. Một giây có chiêu. Nó dưới à. Chiêu nào. Dưới cái đây à. Dạ đây. Nó lắm, nó đây à. À ván này thì nhanh hơn luôn. Bình tĩnh được, bình tĩnh thôi. Bang. Hai. Chờ đợi chờ đợi. À đế cả. Ai cứ bỏ bên đây, nó ra, bỏ tới đây nè, Ok ok ok. Ai nghe này nó đây, nó đứng cái em không đẹp em gờ được anh em. Này nhìn là. Quýt bò luôn, quýt bò luôn cũng được. Này gờ anh em, Ở giờ đó rồi, để nó. Em biết đường chậm nó nha, biết đường chậm nó nha, À để không được, không lát. Ok ok. Không có ai dưới đâu, Hai mà. Ai dắt chưa anh em, đánh. Em có thể gờ thằng AD được, em có thể gờ quýt thằng AD trước được nha. À để không, à để có lát nữa. Có mình ở đây, nó có mình ở đây. Lên bèo nó. Thôi gà hùng anh em ơi. À dưới đường. Nó không có chiêu giờ đâu anh em. Đừng để chết nha. Ok. Ngon. Em bắt nhịp này á, lấy cầu mình em. Bắt luôn á. Thôi cứ nhận lên cho hết bạn đó mẹ đó. À sao đi cộng mẹ đấy. Em nhà chuông nhà chuông mình đó đó. Chuông sao? Ê hôm nãy cứ chừng hết nãy, Ờ biết đó, À để mít rồi, Rồi dưới đây nè. Em chỉ đợi với đợi, ta chỉ đợi. Thấy rồi, cháy giật rồi, Ok. Ê, thả trụ luôn. Thả luôn. Ờ cháy ổn nha anh em, mít ổn. Nó chết nó đâu. Ê, chạy tốt, chạy tốt. Nó bỏ. Không sao. Chủ ba được tốt đó. Ok, mít rồi. Rồi, dưới đây nè. Đây mít rồi. Rồi, dưới đây nè. Em chỉ đợi với đợi, ta chỉ đợi. Thấy rồi, cháy giật rồi, cháy giật rồi. Ê, thả trụ luôn. Ờ cháy rồi. Chú ba được anh em. Ấy mở cái em về nha anh em. Về bê luôn. Chạy được. Câu được. Nhìn em, kẹp rồi. Từ từ. Dưới xì nè, Thôi tao bê. Ok, 3 năm được anh em ơi. 3 năm được anh em ơi. Anh em không được. Đúng rồi, dắt rồi. Lát, anh em không được. Cái mà chết này đừng cái là kiểu dạng Kian nó làm gì thì nó nói trước á. Mình vô cặp ga mà. Lại họ cũng không bị delay ở trong cái pha côn của một đứa. Đứa nào côn thì mấy đứa kia hiểu khá là nhanh cái ý đồ của tụi nó, nên tụi nó không bị delay. Và nó làm rất là tốt những cái thứ mà kiểu như là mình thấy là nó rất là căn bản. Ví dụ như rừng đang làm gì thì rừng báo lên, mọi thứ nó được diễn ra một cách khá là mượt mà ở trong những cái tình huống kêu gọi đó ha. Và anh em để ý là cái mai chết này thấy Kian nó côn chính không à, chủ yếu là nó côn chính đó chứ, nhưng mà mình chưa thấy nhiều lắm những cái tình huống mà xa, những cái tình huống mà xa ơi là xa thì mình chưa thấy. Nó chỉ là những tình huống mà nó khoảng chừng sau đó
15 giây à. Nhưng mà tại vì những cái tình huống mà côn xa 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 đó thì nếu mà có côn thì team cũng không đưa lên đó nữa.